Xin chào các em, cô rất vui được gặp các em trong tiết địa lý ngày hôm nay. Để tiết học đạt hiệu quả cao, cô có một vài lưu ý như sau. Thứ nhất, các em hãy chọn không gian yên tĩnh để ngồi học. Thứ hai, chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cần thiết. Thứ ba, tập trung nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Và cuối cùng, các em hãy bấm nút tạm dừng khi cần nghe lại một nội dung nào đó nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Cô và các em cùng bắt đầu vào bài học nhé. Tiếp tục, em đã học bài hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ. Bây giờ cô và các em cùng ôn lại nội dung mình đã học nhé. Nhờ có những thuận lợi nào mà đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước vậy các em? Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động nên đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước. Như vậy, tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thêm một khía cạnh mới, đó chính là hoạt động công nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ qua bài Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất. Đồng bằng Nam Bộ là vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. Vậy nhờ những điều kiện nào mà đồng bằng Nam Bộ là vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta? Để biết được điều này, các em hãy đọc những cái thông tin trong trang 124 nhé. Nhờ có nguồn nguyên liệu và lao động, lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy, nên đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta đó các em. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em một số hình ảnh minh họa cho những dây chuyền sản xuất, chế biến cũng như các nhà máy, phân xưởng ở đồng bằng Nam Bộ nhé. Đây là dây chuyền sản xuất linh kiện, máy tính điện tử. Còn đây là dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu, chế biến tôm xuất khẩu. Còn đây dây chuyền sản xuất bột ngọt, sản xuất nước ngọt. Đây là phân xưởng cán thép, phân xưởng may. Còn đây là nhà máy Đạm Phú Mỹ, tọa lạc ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhà máy này sản xuất phân đạm á các em. Còn đây là nhà máy nhiệt điện Cà Mau, nhà máy hóa chất Biên Hòa. Còn đây là gì vậy các em? Đây là một giàn khoan dùng để khai thác dầu khí ở Vũng Tàu đó các em. Còn đây là công ty bánh kẹo BBK, công ty cao su Phú Riềng, Bình Phước. Qua tìm hiểu trong sách giáo khoa cũng như những hình ảnh mà cô vừa cho xem, các em hãy thử suy nghĩ xem điều kiện nào để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng kinh tế phát triển mạnh nhất nước ta. Các em thử suy nghĩ nhé. Rồi các em có những cái suy nghĩ giống như cô không nha? Điều kiện thứ nhất, đó là đồng bằng Nam Bộ có nguồn nguyên liệu phong phú. Điều kiện thứ hai, có nguồn lao động dồi dào.
Và điều kiện cuối cùng đó là đồng bằng được đầu tư xây dựng nhà máy. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em một số ngành công nghiệp nổi tiếng của đồng bằng Nam Bộ. Nhất là ngành khai thác dầu khí, ngành chế biến lương thực, thực phẩm, ngành hóa chất, ngành cơ khí, ngành điện tử và ngành dệt may. Tiếp theo, cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh về sản phẩm của các ngành công nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ. Những sản phẩm của ngành dầu khí gồm có xăng, ga, dầu nhờn. Sản phẩm của ngành điện tử gồm có sản xuất linh kiện điện tử, lắp ráp TV, lắp ráp máy tính, sản xuất bóng đèn. Còn sản phẩm chế biến lương thực, thực phẩm có chế biến gạo, cá tra xuất khẩu, dây chuyền chế biến bột ngọt, chế biến hạt điều xuất khẩu. Sản phẩm lương thực, thực phẩm có gạo, đường, bánh kẹo, nước ngọt. Còn đây là những sản phẩm của ngành phân bón hóa chất, gồm có thuốc bảo vệ thực vật. Đây là sản phẩm dùng để phòng ngừa và diệt trừ sâu bệnh, giúp bảo vệ thực vật. Phân bón, sơn, nước rửa bát, bột giặt. Còn đây là sản phẩm của ngành dệt may, gồm có vải, quần áo. Phần tiếp theo, cô sẽ giới thiệu cho các em một nét văn hóa vô cùng độc đáo ở vùng đồng bằng Nam Bộ, đó là chợ nổi trên sông. Các em hãy quan sát kỹ các hình ảnh về chợ nổi của đồng bằng sông Cửu Long. Những hình ảnh mà các em sắp sửa được xem, các em hãy cho cô biết chợ Hợp ở đâu nè, rồi người dân đến chợ bằng phương tiện gì? Hàng hóa ở chợ gồm những gì, loại hàng nào có nhiều hơn cả. Bây giờ các em bắt đầu xem những hình ảnh về chợ nổi nha. Đây là một số chợ nổi nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ. Chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền, chợ nổi Phụng Hiệp, chợ nổi Cái Bè. Chợ nổi Ngã Năm, chợ nổi Ngã Bảy. Chợ nổi trên sông là một nét văn hóa độc đáo của đồng bằng Nam Bộ đó các em. Như vậy, các em vừa xem một số hình ảnh chợ nổi trên sông. Các em thấy chợ Hợp ở đâu nè? À, chợ Hợp ở trên sông. Và người dân đến chợ bằng xuồng ghe. Hàng hóa ở đây rất là đa dạng, gồm có rau, củ, thịt, cá, trái cây, quần áo, v.v. Và nhưng mà nhiều nhất á, là trái cây. Như vậy, chúng ta thấy chợ nổi thường họp vào những cái đoạn sông thuận tiện gặp gỡ của xuồng ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi thì ngay từ sáng sớm, việc mua bán đã diễn ra rất là tấp nập rồi. Mọi thứ hàng hóa như là rau quả, thịt cá, quần áo đều có thể mua bán trên xuồng ghe. Một cái khung cảnh rất là nhộn nhịp và độc đáo lạ mắt. Nếu có dịp, các em hãy đến đây để tham quan tận mắt chứng kiến cảnh chợ nổi trên sông nhé các em. Như vậy các em vừa tìm hiểu nội dung của bài hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ. Các em cần ghi nhớ các nội dung chính của bài học hôm nay nhé. Đồng bằng Nam Bộ là nơi có các ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta.
những ngành công nghiệp nổi tiếng là khai thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm, hóa chất, cơ khí, điện tử, dệt may. Chợ nổi trên sông là một nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ các em hãy vận dụng những điều mình vừa học để làm một bài tập nho nhỏ nhé. Cô có hai cột. Cột bên trái là tên các ngành công nghiệp. Cột bên phải là tên các sản phẩm. Các em hãy nối tên sản phẩm với ngành công nghiệp thích hợp ở đồng bằng Nam Bộ nha. Các em bấm dừng video và thực hiện bài tập này. Bây giờ các em hãy xem đáp án của mình có khớp với lại đáp án của cô không nha. Ngành khai thác dầu khí có sản phẩm là dầu thô, khí đốt, dầu nhờn. Ngành điện tử có sản phẩm là linh kiện điện tử, TV, máy tính. Ngành dệt may có sản phẩm là vải, quần áo. Ngành chế biến lương thực, thực phẩm, sản phẩm là gạo, đường, bánh kẹo, cá hộp, nước giải khát, rượu. Ngành phân bón hóa chất, sản phẩm là phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật, bột giặt, sơn. Sau buổi học này, các em về học thuộc ghi nhớ nè, chuẩn bị bài Thành phố Hồ Chí Minh trang 127 nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em vui khỏe, chăm ngoan và học giỏi nhé. Cô xin chào tạm biệt các em.